Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ cắt dán cái lì xì. Để làm sản phẩm này mình cần chuẩn bị đó là giấy thủ công, bút dạ, kéo cắt và hậu dán. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào.